Rồi, đây là đề cương môn Anh văn lớp 7 học kỳ 2 năm học 2020-2021. Về ngữ pháp, trong phần này các bạn phải tập trung vào thì. Thì chúng ta đã học số 1, thì gì? Hiện tại đơn, các bạn nhớ. Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hàng ngày, một sự thật hiển nhiên nha, một chân lý. Một thói quen hàng ngày, một sự thật hiển nhiên, một chân lý. Trong câu các con mà nhìn thấy từ từ nhận biết á, các bạn gạch vào đó, nhìn nè. Khi các bạn nhìn always, usually, often, sometimes, seldom, never, every là các bạn sẽ chia cái câu đó, chia động từ ở câu đó ở thì hiện tại đơn, nhớ chưa? Hiện tại đơn thì như thế nào các bạn nhớ, nếu có to be, am ia thì bạn chia am ia ra. Ai thì đi với am. He, she, it đi với e. Cái này thì biết rồi đúng không? They, we, are những danh từ số nhiều đi với a. They, we, you. They, we, you thì đi với a, đó động từ to be. Còn câu nào mà không có be là bởi em bé thì các bạn làm sao? Các bạn nhớ đó là động từ thường. Các bạn chỉ cần nhớ động từ thường thì sao? Chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít, động từ thêm s hoặc es. Vậy thôi. Câu phủ định thì các bạn phải mượn trợ động từ don't hoặc là doesn't cộng động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn mượn do, the để đầu câu nhá. Rồi vậy thôi, xuống. Số 2 các bạn nhìn thì hiện tại tiếp diễn này. Thì hiện tại tiếp diễn các bạn nhớ là diễn tả một hành động đang xảy ra. Nhớ là đang xảy ra. Và dấu hiệu nhận biết khi các bạn nhìn thấy từ now, at present, at the moment, dấu chấm than, được chưa? Thì các bạn sẽ chia nó thì hiện tại tiếp diễn chia sao? Chủ ngữ cộng am ia cộng động từ thân mình, được chưa? Chủ ngữ cộng am ia cộng động từ thân mình. Rồi, các bạn xuống thì thứ ba thì quá khứ đơn các bạn. Thì quá khứ đơn này, các bạn nhìn thấy trong câu mà có gì? Nhìn cái nhận dấu hiệu nhận biết cho cô trước. Dấu hiệu nhận biết có yesterday, last, ago, mốc thời gian ở quá khứ. Thì các bạn sẽ chia thì quá khứ đơn là chủ ngữ cộng động từ cột 2 nhá. Được không? Động từ cột 2 được không? Rồi, câu phủ định là didn't cộng động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn là gì? Did cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu. Được chưa? Cái đó là nghe cô giảng thôi để hiểu thôi, đừng có ghi gì hết. Nghe giảng hiểu. Hả? Ừ, ba đó thì quá khứ đơn đó con. Thì quá khứ đơn. Sao? Ở trong đấy nó ghi rất là dài dòng, cô chỉ nói ngắn gọn thôi mà. Ở trong đó là lý thuyết nó ghi dài dòng. Cô ghi ngắn gọn. Các bạn chỉ cần nhớ thì quá khứ đơn chủ ngữ cộng động từ cột 2. Câu phủ định là didn't cộng động từ nguyên mẫu, câu nghi vấn là did cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu, được chưa? Rồi. Đó. Động từ to be thì là was were thôi. Sang cái thì thứ tư các bạn cần phải nhớ đó là thì tương lai đơn. Các bạn học thì tương lai đơn trong chương trình lớp 7 này. Dễ nhất luôn. Khi các bạn nhìn trong câu có những cái từ nào? Tomorrow, next week, next month, next year, in the future, this summer vacation, vân vân và vân vân. Các bạn sẽ chia thì tương lai đơn chủ ngữ cộng gì? Will cộng động từ nguyên mẫu. Được chưa? Câu phủ định là gì? Chủ ngữ cộng won cộng động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn là gì? Will cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu. V là động từ nguyên mẫu, được chưa? S là chủ ngữ. Rồi, tương lai gần thì khỏi coi đi. Tương lai gần học hồi lớp 6 rồi, bỏ qua. Trong đây chúng ta làm tương lai đơn cho cô. Rồi, chia nè. Câu số 1, cô giảng bài làm luôn. Rồi, câu số 1 các bạn nhìn gạch chân từ usually cho cô. Đây thì gì? Hiện tại đơn. Chủ ngữ số nhiều hay ít đây? Số nhiều. Đây là chủ ngữ số nhiều. Cho nên ở đây, thển giữ nguyên. Ok. Câu số 2 các bạn gạch chân ago cho cô. Gạch chân ago. Ago là dấu hiệu thì gì? Ago là dấu hiệu thì gì? Quá khứ đơn. Cột 2 của bài là boat. Mà boat. Rồi. Tiếp theo. At this time là thì gì? Tiết diễn. Amia động từ thêm in nam đi với y. Y gì? Y happy. Y happy. Helping. Y helping. Câu tiếp theo bạn Nhi. Các bạn nhìn thấy từ last night không? Thì gì đấy? Quá khứ, vậy động từ cột 2 của động từ to be là gì? Was hoặc là were, I đi với was. Miss thêm ed. Miss thêm ed nha. Rồi, sang câu số 5. Chúng ta học nhanh nhé vì không có nhiều thời gian. Dịch bệnh như thế này rồi, tuần sau thi rồi, học không kịp luôn. Học nhanh thôi, về coi lại trên video nhé. Tối thứ 6 qua tiếp chứ sao. Rồi, in 1986. Các bạn nhìn coi, in 1986 là cái mốc thời gian ở quá khứ rồi. Các bạn sẽ chia thì quá khứ nhá.
Cái từ tiết chuyển thành gì các bạn? Bạn Nhi, tiết chuyển thành gì? Tiết thành touch. Touch. T A U G H T viết vô. Touch. Touch thôi, không có tiết chuyển. À, T A U G H T viết chưa? T A U G H T. Rồi. Bạn Nhi, nhìn câu 6 bạn nói thì gì đây? Every night. Tôi thấy every là thì gì nhỉ? Hiện tại đơn. Every day đó, every week, every month. Bây giờ hiện tại đơn chủ ngữ số nhiều hay ít đây? Thêm s vào. Thành what gì? Watch it nhanh. Rồi, các bạn nhìn câu số 3, số 7 cho cô. Usually là thì gì? Usually là thì gì? Hiện tại đơn. Chủ ngữ số ít thì làm sao? Thêm sờ vào. Make thêm sờ các bạn ơi. Rồi, cái vế thứ hai các bạn nhìn thấy at the moment không? Đấy. At the moment là thì gì? Hiện tại tiếp diễn amia động từ thân mình. Vậy ở đây sẽ là gì? E-making. E-making được không? Đúng. Rồi, câu dưới các bạn đánh dấu vào cái từ tomorrow cho tôi. Tomorrow là thể tương lai. Ngày mai mà. Tương lai thôi. Vậy là gì? Tương lai dễ nhất. Will. Will have a. Cái thể này dễ nhất luôn. Được chưa? Xuống câu số 9 đi. Năm ngoái là thì gì? Quá khứ đơn. Đúng rồi. Visit tịch nhanh. Xuống câu 10 đi. Tomorrow là thì gì? Đúng rồi, tương lai. Vậy có nó thế là gì nhỉ? One have a. Rồi, câu số 11. Last, nhìn thấy từ last summer vacation không? Thì gì biết không? Last summer vacation là thì gì? Mùa hè năm ngoái đấy. Năm ngoái, năm trước đó. Thì gì? Quá khứ. Đúng rồi, quá khứ. Động từ còn mấy? Là gì? Go chuyển thành gì? When. Trời ơi, quên hết rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy câu số 12 chưa? Các bạn nhìn thấy cái vế khi cô ấy 6 tuổi chưa? Cái vế này có nghĩa là quá khứ nha. Khi cô ấy có 6 tuổi ấy là xảy ra lâu lắc lâu lơ rồi. Vậy đây là quá khứ cho tôi. Learn. L-E-A-R-N-T. Cái này có hai cách. Hoặc là L-E-A-R-N-E-D. Cái từ learn này có hai cách, không đọc là learn điện mà đọc là learned. Learn. Rồi. Câu 13. Trang nhìn thấy 1931 chưa? Quá khứ nha. Mà đây là câu có chấm hỏi là câu gì? Câu hỏi, câu nghi vấn. Vậy bể đi đang did với lại die nguyên mẫu. Rồi, when did Thomas Edison die? Ông Edison nó chết năm nào? Đấy, 1931. Rồi các bạn, câu số 14 đánh dấu cái từ chấm than nó thì gì đây? Gì? Đúng rồi, xe ô tô số ít vậy là y gì? E-coming. E-coming, viết vào, e-coming. Viết vào, e-coming. E-coming. Rồi, câu số 15 các bạn, next summer chưa? Thấy next summer chưa? Next summer thì gì? Next summer là thì tương lai gần. Đúng rồi, tương lai cho tôi thôi, khỏi gần với ghè gì hết. À, trong lớp 7 các bạn học tương lai đơn, làm tương lai đơn đi. Khỏi đau đầu. Tương lai gần là... Tương lai gần khi là... Bây giờ con nhìn bầu trời nhá, con thấy mây đen rồi. Con thấy có mây đen nhá. Nghĩa là trời sắp mưa, có bằng chứng, nhân chứng cụ thể như thế là chắc chắn nó sẽ xảy ra đấy, gọi là tương lai gần. Rồi, vậy will gì? You go. You go. Chia xong chưa bạn Trang? Bạn Hải xong chưa? Xuống cô dạy cái phần cấu trúc quan trọng tiếp theo trong chương trình học kỳ 2 của tiếng lớp 7 đó là câu đồng tình. Các bạn xuống câu đồng tình này. Nghe này, nghe câu đồng tình này. Hôm trước cô giảng chưa? Câu đồng tình chúng ta sẽ chia ra hai loại, đồng tình khẳng định và đồng tình phủ định. Đồng tình khẳng định chúng ta sẽ có sâu hoặc là chu. Đồng tình phủ định chúng ta có either, neither, được không? Bây giờ sâu ấy thì đứng đầu và chu thì đứng sau dấu phẩy, được không? Tương tự, either đứng đằng sau dấu phẩy và neither đứng đằng trước dấu phẩy. À, đứng đằng trước, được chưa? Có to be xài lại to be, không có to be thì mượn do the, được chưa? Ví dụ như là hoa rất là đói này, hoa y hungry. Ở đây có to be này,
Cho nên ở đây sẽ là I am to hoặc là so am I, nó phải có to be. Là chủ ngữ ở đây là I cho nên sẽ am đó mà. Được không? Rồi câu dưới, Hoa không có đói, Hoa isn't hungry. Vậy là I am not either hoặc là neither am I, được không? Rồi chúng ta xuống bài làm là chúng ta hiểu bài này. Câu 1. Anh ta không thể bơi, nói cho cô đây là đồng tình khẳng định hay phủ định? Phủ định. Bởi vì sao? Có từ can nè. Vậy ở đây đứng đằng trước như thế này chúng ta xài neither hay either? Neither. Rồi viết vô. Neither can I. Rồi, câu tiếp theo là khẳng định hay phủ định? Con thấy A mà không có not là chắc chắn là khẳng rồi, đúng không? Khẳng định mà đứng đằng trước thì là xài so hay chú? So. Rồi, ok. Tiếp theo các bạn. Doesn't là khẳng định hay phủ định? Phủ định. Vậy đằng sau xài cái gì ở đây? Either. Đúng rồi, either. Rồi, tiếp theo. Khẳng định hay phủ định câu 4? Quân, phủ định. Vậy ở đây xài either hay neither? Neither. Đúng rồi, neither. Tiếp theo, khẳng định hay phủ định? Không có not thì chắc chắn là khẳng định rồi. Mà đứng cuối như thế này xài gì? To. Đúng rồi. Câu 6. Khẳng định hay phủ định? Không có not thì là gì? So. Khẳng định. Vậy ở đây sẽ xài gì? So. So, đúng rồi. Câu số 7 các bạn, khẳng định hay phủ định? Doesn't lie. Doesn't lie là khẳng định hay phủ định? Phủ định. Đứng đằng sau cùng thì là gì? Either. Đúng rồi. Tiếp theo câu số 8, Hoa thích con chó. Rồi, Hoa thích chó. Bây giờ các bạn thấy có not không? Yeah. Không có not, vậy là khẳng định đứng cuối như thế này là gì? True. Rồi, xuống bài dưới, kết nối hai câu sử dụng to, so, either, neither. Rồi, cô hướng dẫn làm luôn nha. Yeah. Rồi, câu số 1 các bạn này. Các bạn nói đây là khẳng định hay phủ định? Anh ấy đói, tôi cũng đói. Khẳng, không có not là khẳng. Vậy chúng ta sẽ viết là he, y hungry trước thì đã. Cái vế đầu tiên các bạn viết thì đã. Viết lại vế đầu tiên. Anh ấy đói và tôi cũng thế, và thêm chữ và vào được không? So. I am đã. And gì? Có hai cách. So gì? So I am. So am I. So am I. So am I. Không có viết hungry lại. Câu đồng tình mà. Hoặc là and gì? And I am too. Có hai cách để viết. So am I hoặc là I am too. Viết vô. He is hungry and so am I hoặc là I am too. Tại sao chúng ta xài am không phải xài do? Bởi vì đằng trước có to be là y. Cho nên chúng ta xài to be. Ok? Yeah. Rồi, số bài 2 các bạn. Các bài 2 này. Dịch coi, họ có thể chơi volleyball, chúng tôi cũng có thể chơi volleyball. Vậy là khẳng định hay phủ định? Khẳng định. Đúng rồi, bây giờ viết vế đầu tiên này đã. They can play volleyball. And chúng tôi cũng thế, bây giờ có can này. Chúng ta viết hai cách nhá. Cách thứ nhất là chúng tôi cũng thế, trả sâu trước đi. So gì? So có can phải can, so can we. Hoặc là we can chu. Đúng rồi. Tiếp tục. Rồi, xuống bài dưới được chưa? Mình đang chạy đua với thời gian. Xuống bài dưới các bạn. Tôi viết nhật ký mỗi đêm. Chị gái tôi viết nhật ký mỗi đêm. Vậy là tôi viết nhật ký mỗi đêm và chị gái tôi cũng thế đấy mà. Khẳng định hay phủ định đây? Khẳng định thì viết vế đầu tiên đã. Ai gì? I try gì? I try diary every night. Every night. And tôi cũng thế, à chị gái tôi cũng thế. And so. Bây giờ nha, các bạn có thấy to be không? Làm gì có to be? Động từ thường. Cho nên không xài to be ở đây. Không có can cũng không xài luôn. Và chúng ta xài do the. Và chị gái tôi là chủ ngữ số ít, chúng ta xài the. So the. My gì? My sister. Hoặc là my sister the phải chu. Có hai cách để làm my sister the phải chu. Được không Nhi? Có hiểu bài không? Rồi, hiểu. Bạn nào hiểu chưa chắc thì tối về coi thêm để hiểu thêm nhá. Nghe giảng là hiểu. Tranh thủ trước khi đi ngủ nghe qua thôi. Câu số 4 nào. Hoa ăn bánh mì và thịt bò cho bữa sáng. Chú của cô ấy cũng ăn bánh mì và thịt bò cho bữa sáng. Vậy là khẳng định hay phủ định? Khẳng định. Vậy chúng ta viết sao đã? Viết vế đầu tiên đã các bạn. Hoa ate. Hoa ate. Lấy đề cương ra. Hoa ate bread and beef for breakfast and her and so đã. So and so. Bây giờ động từ thường vào quá khứ. So did her uncle
So did her uncle được không? Hoặc là gì? Her uncle did too. Đúng rồi. Her uncle did too. Her uncle did too. Hiểu không? Trang hiểu không? Rồi. Rồi. Câu số 5 các bạn làm sao? Hoa không thích sầu riêng, hoa không thích... Nam không thích sầu riêng, hoa không thích sầu riêng. Bây giờ khẳng định hay phủ định đây? Phủ định. Phủ định. Viết với đầu tiên Nam. Nam doesn't like durian. Like durian. Durian and. And. Neither. The hoa. The hoa hoặc là. Hoặc the hoa. Hoa. The not doesn't. Phải có doesn't. Doesn't phải either. Nha. Rồi. Xuống câu số 6, ông Tâm sẽ không đi tới bữa tiệc vào tối nay và vợ ông ta cũng không đi luôn ấy. Phủ định nha. Mr. Tâm sao? Won't gì? Come to the party tonight. And neither will his wife hoặc là neither will his wife, bởi vì có will chúng ta xài will hoặc là gì his wife won his wife won phải either đấy, bởi vì sao, bởi vì trong câu này nó có will, chúng ta phải xài như thế này. Câu số 7, anh ấy đã không gặp cô ấy vào tối hôm qua. Tôi cũng không gặp cô ấy vào tối hôm qua. Và chúng ta làm sao nhỉ? Đây là phủ định các bạn. He didn't meet her last night. And I neither did. Hoặc là I didn't either. Rồi. Câu số 8 làm sao? Họ không phải thức khuya, bạn không phải thức khuya, rồi nói sao nhỉ? They mustn't stay up late and gì? Neither must you hoặc là you mustn't phải either. Xong chưa? Rồi xuống bài dưới, trạng từ tính từ này giảng luôn nha. Nhanh nhanh xuống bài dưới, cô nói này. Tính từ á, ví dụ câu số 1. Tính từ đứng sau to be các bạn nhớ. She is beautiful, động từ to be là y và beautiful là tính từ. Tính từ đứng sau to be được chưa? Được chưa? Còn câu bên này, cô ấy là một cô gái xinh đẹp. She is a beautiful girl. Tính từ đứng trước danh từ được chưa? Tính từ có mấy vị trí? 1 là sau to be, 2 là trước danh từ. Hoặc là những tính từ giác quan như là look, seem, get, become. Thấy không? Đặt chân vô. Look, seem, get, become. Sau những cái này, đây gọi là động từ giác quan. Sau những cái động từ giác quan, chúng ta xài tính từ. Vậy tính từ có mấy vị trí? 2. Bây giờ nói 3 luôn đi. 1 sau to be. 2 trước danh từ. 3 sau động từ giác quan. Nha. Giác quan là look, seem, get, become. Rồi. Chúng ta xuống trạng từ, adverb trạng từ này. Trạng từ đứng sau động từ thường. Đứng đầu câu. Thấy không? Câu ví dụ thứ nhất, anh ta lái xe một cách cẩn thận. Khi thời 30 thôi mẹ ơi. Sau to be rồi. Rồi. Trước. Nè, các bạn thấy the right động từ thường không? The right là động từ thường. Nghe. Cho nên chúng ta không xài careful mà chúng ta xài carefully. Thêm ly vào nó là trạng từ đó. Nhá. Cái thứ hai, suddenly đứng đầu câu mà có phẩy như này, chúng ta xài trạng từ luôn. Suddenly một cách bất thình lình, đèn chợt tắt. Đó, thấy chưa? Vậy thì các bạn nhớ, sau to be trước danh từ, sau động từ giác quan là tính từ, sau động từ thường là trạng từ. Rồi xuống cái ô bên dưới. Tính từ muốn biến thành trạng từ thì đa số chúng ta thêm ly vào. Thấy cái tính từ cộng ly là biến thành trạng từ không? Đánh dấu vô. Đấy, tính từ cộng ly trạng từ. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt, bad chuyển thành badly, careful, carefully, say, sayly, skillful, skillfully, good thành well, hard, hard, giống y chang nhau, early, early, fast, fast,
Mấy cái này đặc biệt đánh dấu vô. Tính từ và trạng từ y chang nhau. Thấy không? Còn nghe không? Tính từ trạng từ giống nhau, thấy không? Rồi, nghe nè. Anh ấy là một tài xế cẩn thận. Nghe. He is a careful driver. He drives carefully. Ở đằng trước chúng ta xài careful để vì trước driver, nó trước danh từ. Cái đằng thứ hai là nó đằng sau động từ thường, cho nên chúng ta xài carefully, được chưa? Câu thứ hai, she a good badminton player, she play well. Đầu tiên là tính từ good, sau đó là well là trạng từ, được chưa? Rồi, xuống bài tập. Đâu rồi, bài tập của cô đâu rồi? Không có bài tập, cô đề tiếp theo là đề cương. Đề cương đấy. Tập kiểm tra học kỳ 2. Bài tập đâu? Dạ, hết rồi. Mới có mà. Bài tiếp theo của cô đó là đề cương ôn tập kiểm tra đây học nè. Kỳ 2. Đây nè, trời ơi, đây nè. Trang 4 lật ra. Rồi, my brother là một người chơi badminton rất là good. Thấy good không? Well. Chân từ good. Ở sau chúng ta chuyển thành gì? Well. Trạng từ nó là well, viết nhanh. Câu 2. Người ta cho từ, các bạn chú ý từ quickly cuối câu á. Nào, quickly á, cô ta bơi một cách nhanh, đằng trước viết là gì? Quick. Quick, rồi. Bởi vì nó trước chủ ngữ, trước danh từ. Câu thứ 3. Bố của Na là một người tài xế an toàn, cẩn thận đó, lái xe an toàn á. Vậy anh ta lái xe drive động từ thường, cho nên là chúng ta xài gì? Xây gì? Thêm gì vào? Thêm ly vào để thật thành trạng từ. Rồi, câu số 4. Con thấy bát ly không? Vậy biến nó thành tính từ đằng trước là gì? Bát. Rồi. Câu tiếp theo. Nhanh còn bày cho Bảo nữa này. Mẹ của tôi là một người lái xe đạp chậm chạp, slow là chậm chạp. Cô ấy đạp xe một cách chậm chạp, slow gì? Slowly. Tiếp theo. Các bạn thấy skillfully không? Vậy đằng trước chuyển thành chơi gì? Skillful. Rồi, skillful. Bởi vì nó đứng trước danh từ. Ông Hải là một tài xế cẩn thận. Vậy ông ta lái xe? Carefully. Carefully. Những cậu bé thì là những cờ chơi bóng đá rất là... Các bạn thấy well không? Well chuyển thành từ gì? Good. Đúng rồi, good. Rồi. Xuống bài dưới, modal verb. Các bạn chú ý modal verb là động từ khiếm khuyết, động từ đặc biệt bao gồm có can, must, should, ought to. Can là gì? Can là gì? Có thể. Can là gì? Can là không thể. Rồi, should là gì? Should là nên. Should, ought to gì? Ought to cũng là nên. Should là nên, ought to cũng là nên. Vậy là nó bằng nghĩa nhau. Rồi chúng ta có shouldn't và ought not to. Nhá. Câu phủ định của nó là shouldn't và ought not to. Must là gì? Phải. Must dần. Không phải. Không được. Must dần là không được. Không. Rồi. Và các bạn nhớ sau modal verb là động từ gì? Động từ giữ nguyên. Nguyên mẫu cho cô nhớ chưa? Rồi làm bài. Câu 1. Bạn có thể hay là bạn cái gì? Bạn nên rửa tay trước bữa ăn. Nên là gì? Must. Must là phải chứ. Should. Should. Rồi làm đi. Xuống bài bảo đã. Suốt là nên. Ót chu là cũng phải nên. Ót phải có chu. Rồi, cứ từ từ cô giảng bài. Câu số 2, Nam là một người học giỏi toán. Anh ta có thể giải những bài toán khó. Có thể là gì? Can. Rồi, câu số 3. Trời, quá trễ rồi, tôi phải đi bây giờ. Mất. Câu số 4. Cô ta bị điểm xấu với môn hóa. Cô ta nên học hành chăm chỉ hơn. Các bạn kẹt chân từ chu. Ốc chu. Đúng rồi, ốc chu. Ốc đi với chu. Đúng rồi, ốc phải có chu. Rồi, câu số 5. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ rồi. Bạn phải dừng lại. Phải là gì? Must. Rồi, tiếp. Tôi có thể đi. Con có thể đi xem phim không mẹ? Xin phép nói gì? Can. Can I go to the movie now, mom? Rồi, trẻ em nên uống nhiều sữa đúng không nào? Nên là gì? Suốt. Rồi, anh ta có từ chu thì phải gì? Ó. Đúng rồi. Rồi, xuống bài dưới, các bạn gạch chân. Đằng sau like và refer là động từ gì nha? Chú ý này. Từ like. Đằng sau like có thể là chu infinity hoặc là verb in đều được. Like bd. Xài hai cái đều được nha. Nghĩa không thay đổi nhiều ha. Đúng rồi, diễn tả sở thích. Rồi, prefer, các bạn gạch chân, prefer phải đi với chu.
prefer phải đi với choose. Và nó bằng với like better than, thích hơn. Like better than. Rồi và đằng sau prefer phải là một động từ thêm ing. Các bạn thấy watching không? Watching với lại listening không? Watching với lại listening không? Thấy không? Sau đó, sau cái từ prefer là thêm ing nhá. Rồi, bây giờ chúng ta làm bài này. Nối hai câu nghĩa không đổi. À, viết câu thứ hai nghĩa không đổi nè. Bạn nên rửa tay trước các bữa ăn. Bây giờ chúng ta viết thành ought gì? Ought to. Rồi, viết ought to. Ought to gì? Wash. Gì nữa? Your hand before meal. Before meal. Rồi, câu tiếp theo. Michael Jordan là một người chơi bóng rổ rất là tài năng. Vậy chúng ta sẽ viết là gì? À, cái ông này chơi cái gì? Giỏi nhỉ? Chơi cái gì? Chơi basketball. Chơi basketball như thế nào? Skill gì? Skill. Full gì? Skill. Đúng rồi, trạng từ. Rồi, câu tiếp theo. Hãy đến và đi leo núi với tôi nhé Nam. Vậy chúng ta chuyển sang câu đề nghị. Bạn có muốn đi trèo núi với tôi không Nam? Không. Would you like? Đằng sau would you like phải có gì? Chu. Động từ nguyên mẫu climb. Chu climb with me. With me, would you like to climb with me Nam? Đấy, chấm hỏi. Được chưa? Thay đổi mẫu, thay đổi cấu trúc á. Nghĩa không đổi á. Rồi bên trên các bạn gạch chân từ like với lại better than. Like với better than có nghĩa là thích hơn. Chúng ta viết thành prefer gì? Prefer to. Đúng không? Mới nói bên trên. Rồi bây giờ prefer watching đã. Prefer watching TV đã. Xong rồi kẹp cái gì vào giữa nhỉ? To. Kẹp cái từ to ở giữa. Sau đó sẽ là listening to music. Hiểu không nhỉ? Bởi vì prefer nó đi với to. Prefer nó đi với chu, hiểu không? Bên trên cô nói chưa? Thích cái gì hơn cái gì đó mà. Prefer phải có chu. Cua lại ngữ pháp nè. Cua lại bên trên đây. Thấy chưa? Thấy bên trên như tu vừa nói chưa? Prefer nó bằng với prefer chu, nó bằng với like better than này, thấy chưa? Rồi. Thay thôi mà. Câu số 5. Ót chu này, cô ấy nên gặp nha sĩ. Chúng ta chuyển thành câu gì đây? Should see a dentist. Đúng rồi, viết vào. Tiếp theo. Bố của tôi là một tài xế an toàn. Vậy bố tôi lái xe như thế nào? Rất an toàn. Một cách an toàn. Chuyển thành trạng từ gì? Thêm ly vào. Say ly. Hãy đến và chơi cờ với tôi nhé mình. Bạn có muốn chơi cờ với tôi không? Mình. Would you like to play chess with me? With me. Mình. Rồi, cái này có thể bỏ từ with me cũng được. Would you like to play chess with me? Mình. Would you like to play chess with me? Mình. Rồi, câu cuối cùng lại là prefer to. Những người thủy thủ thích biển hơn là đất liền. Thấy better than không? Chúng ta sẽ thay thế prefer to cho cô. The sea to the land. Những người thủy thủ thích biển hơn là đất liền. Rồi chúng ta xuống bài đọc hiểu nè. Nhanh nha. Would you like to see a play Mai? Bạn có muốn đi xem kịch không Mai? Ừ, mình thích lắm. What would you see? Wouldn't you like to see? Bạn muốn xem cái gì? Có một cái vở kịch rất thú vị ở nhà hát thanh niên. Nó vở kịch nói về cái gì? Vở kịch gì thế? Đó là Easy Life, cuộc sống dễ dàng. Ok, chúng ta đi xem vào tối nay nhé. Mình xin lỗi, mình không thể, tôi phải hoàn thành bài tập tối nay. Thế còn tối mai thì sao? Xin lỗi, tôi sẽ đi thăm ông bà. Còn tối chủ nhật thì sao? Được đấy, chúng ta hãy gặp nhau vào lúc 8 giờ kém 15 phút ở trước nhà hát. Rồi. Bây giờ này, Phong muốn xem cái gì? Phong muốn xem gì? Xem play vở kịch. Vậy chúng ta biết sao? He would like to see a play on một vở kịch ở đâu? Vở kịch ở đâu? Ở nhà hát thanh niên. On play at the your teacher. Nha.
Rồi. Hoặc là viết vở kịch được rồi, không cần phải viết thêm. Khỏi viết thêm đi, về câu ở dưới nó ở bên dưới ấy. Chỉ cần viết là anh ta muốn xem kịch thôi. Trang viết chưa? He would like to see a play. He would like to see a play. Anh ấy muốn xem kịch, một vở kịch. Câu số 2, where ở đâu? Vở kịch ở đâu? Vở kịch chiếu ở đâu? Vở kịch chiếu ở nhà. At. At gì? Nhà hát thanh niên. At the Your Teacher. Viết vào At the Your Teacher. At the Your Teacher. Câu số 3. Tối nay Phong sẽ đi phải không? Không, tối nay nó phải làm bài tập. No. He won't. Tại sao? Bởi vì he anh ta phải làm bài tập nói sao? Khúc nào đó? Because he must. He must. He have to finish homework. À. Viết cái đoạn đó chưa? Anh ta phải làm bài tập về nhà. He have to. Bây giờ không he have rồi mà là has. He had to finish. Chuyển thành his homework. Nha, his homework tonight. Chấm. Đấy. No he won't. Because he had to finish his homework tonight. Rồi, câu số 4 này. Because. À, câu 4 này. Mai sẽ. Con coi, Việt hả? Rồi, câu số 4, Mai sẽ làm gì vào tối nay? Tối mai Mai sẽ làm gì? Mai đi thăm ai? Mai. Thăm ông bà, chép cái đoạn đó vô, đổi chủ ngữ thôi. Đổi chủ ngữ thành Mai thôi. A go in. À, CE, chúng phải CM ha. Chúng ta đổi thành CE. Go in. Đi thăm ai? Visit my grandparents. Mai hay là chuyển thành her? À, ông bà của cô ấy. Rồi, CE go in to visit her grandparents. Câu 5. Bọn họ sẽ đi nhà hát khi nào và tối nào đó? Cuối cùng là tối nào? Tối chủ nhật. On Sunday evening viết vào. À, viết on Sunday evening vào. On Sunday evening. On Sunday evening, tối chủ nhật. Mấy giờ họ gặp nhau? Copy cái thời gian vào 8 giờ kém 15 đó. Ở quarter to 8 đó. Copy vào thôi. At a quarter to 8. Được chưa? Rồi xuống bài dưới. Bài dưới thôi, bài đọc để làm sau đi. Bây giờ chúng ta coi cái phần ngữ pháp vào làm coi. Rồi, xuống phần trang bao nhiêu đây? Trang 7 đi con. Language Focus, trang 7 nha con. Xuống Language Focus nha. Rồi, đây đúng rồi. Nào Trang, chú ý câu số 1. Trẻ em không nên dành quá nhiều thời gian. Các bạn nhớ gạch chân từ spend cho cô. Lấy bút đỏ, bút highlight gì các bạn ghi luôn nha. Spend sẽ đi với on. Spend sẽ đi với on. Các bạn khoan vào on cho cô. Spend on, dành thời gian làm gì đấy. Vào việc gì đấy. Rồi, câu số 2 các bạn nhìn thấy mớt không? Trang, câu số 2 nhìn thấy must không? Đằng sau must, modal verb đó chúng ta phải xài động từ gì? Finish. Động từ nguyên mẫu, cho nên chúng ta chọn câu D đấy. Rồi, câu số 3. Có đổ. Peter là một người chơi tennis rất là giỏi. Ở đây chúng ta nhớ. Các bạn nhìn đằng sau là skillfully. Vậy đằng trước chúng ta xài nào? Skillful. Rồi, skillful. Câu số 4. Chúng tôi sẽ không chơi video game quá nhiều bởi vì chúng có thể gây nghiện. Bây giờ động từ to be này, be là động từ to be. Đằng sau to be phải là một tính từ. Ở đây tính từ là addictive. Addiction. Không, có B, addictive. Addictive. Có tính chất gây nghiện. Rồi, câu 5. Hoa không thích sầu riêng. Đây câu đồng tình các bạn ơi. Đồng tình gì đây? Đồng tình phủ định. Rồi, đơn giản đúng rồi. Không được, ai mà đơn giản ạ? À? Ai mà xài đơn giản? Ai xài gì? Don't. Rồi. Don't. À, don't. Đọc chính xác là don't. Câu 6, prefer. Trời ơi, đằng sau prefer là gì? Động từ thêm. Động từ thêm in. Trời ơi, mới học xong mà. Đằng sau prefer động từ thêm in. Taking. Rồi, hỏi cân nặng các bạn ơi. 40kg. How heavy. Rồi bây giờ cô nói luôn này, hỏi cân nặng, có hai cách hỏi cân nặng. What? Hỏi cân nặng này. Hỏi cân nặng nhá. Thứ nhất là how heavy are you, hoặc là what is your weight.
What is your weight? Có hai cách để hỏi cân nặng. How với what? Nhớ chưa? Nhớ hai cách hỏi cân nặng chưa? How heavy? What is your weight? Rồi câu số 8 này. Câu đồng tình các bạn. Đồng tình khẳng định hay phủ định? Đồng tình khẳng định. Khẳng định thì chúng ta xài sâu hoặc chu các bạn. Bỏ câu D đi, vứt luôn câu D. Câu nào đúng ngữ pháp? So lately. Bây giờ có to be không? Đằng trước có to be không? No. Am đây mà không à? Am mà to be. Vậy có to be đằng sau không phải là to be? Lan y chu. Lan y chu câu C. Lan y chu. Rồi câu 9. Câu 9. Dì tôi làm nghề gì? Bà ấy may đồ cho tôi ngày hôm qua. Đúng rồi, the rag maker ha, the rag maker, the rag maker, thợ may. Câu số 10 các bạn gạch chân từ last week cho cô. Last week là dấu hiệu thì gì? Quá khứ đơn. Trời ơi. Visit tịch nhanh lên. Mấy bạn này đi thi chết toi nơi rồi. Tiếp theo lại là câu. Xong rồi hả? Biết rồi. Biết rồi. Không, cứ gọi tới lúc 7. Trời ơi, thưa bài có mấy chị lớp 9 rồi. Câu số 11 này. Tôi thích thịt heo và anh trai tôi cũng thế. Bây giờ đây là đồng tình khẳng định. Con có im miệng không? Tôi thích thịt heo và anh trai tôi cũng vậy. Đây là câu đồng tình khẳng định các bạn. Xài câu nào? Khẳng định chúng ta vứt. Chúng ta quyết định luôn này. Vứt A, vứt C, vứt vứt. Chỉ còn B hoặc D thôi. Chọn câu nào? Các bạn thấy có to be không? No. Ghế đằng trước có to be không? No, không có. Vậy chúng ta vứt luôn động từ to be ở câu B đi. Chỉ còn câu D. Shoulder my brother. Xong chưa? Còn ngồi mà ngã ngủ. Rồi, câu 12. Rau thường có chất bẩn từ nông trại. Từ nông trại chúng ta xài gì? From. Đúng rồi. Đằng sau decide các bạn nè. Decide it gạt chân. Đằng sau decide it là một động từ true infinity. True learn. Đúng rồi, true learn. Nhớ đấy, học thuộc nha. Ngày hôm qua là quá khứ rồi, vậy xài cái nào? Were. Was, I was. Ai phải đi với was chứ ai đi với were đâu. Câu 15. Bạn có thể mua thịt heo, thịt bò, thịt gà ở đâu? Quầy bán thịt chỗ nào? Mister. Ở đó có rất nhiều loại chương trình. À, Kai sẽ đi với up. Kai up program on TV. Loại chương trình. À, đằng sau up chu là động từ gì? Nguyên mẫu, xài đu. Câu 18, đằng sau would you like là true infinity cho nên chúng ta xài câu A. Câu số 19, thêm một ít muối vào rau bó xôi nhá. Một ít muối là canh được không đếm được, chúng ta xài a little. Tiếp theo, bạn có thường chơi video game không? Ok, how often, bởi vì cái vế đằng sau kiểu not often once a week đó. Chọn how often cho tôi. Rồi, sang matching nào, kết nối này. Tại sao Lan không đến trường ngày hôm qua? Because she was. Bởi vì she was sick. Nói đi. Rồi, câu 1 là với câu nào? Câu D. 1D. 2. Là bạn có thường chơi video game không? Câu E. Câu 3. Tôi không thích đu đủ và tôi không thích đu đủ. Anh ấy cũng thế. No, I did the. Câu B. Neither does he. Bạn có thích miền quê không? Yeah, tại sao? Vậy câu F. Câu F. Bạn thích loại nhạc gì? Like rồi, câu tiếp theo. Bạn có xem TV tối qua phim tối qua không? Yeah. What did you drink yesterday? Bạn đã uống cái gì ngày hôm qua? I drank rồi, câu 2. Mình bị đau răng vì thế? So he went to the dentist. Câu 3, bạn có xem phim Cao Bồi cách đây 2 ngày không? Yes, I did, kìa, nó rất là thú vị đó. Rồi, bạn đã ở đâu vào tuần trước? Tôi đi nghỉ mát, câu B. Rồi, bạn xem, bạn thích loại chương trình gì trên TV? Tôi thích phim giải tập, câu F.
Câu 6, bạn có thường đi tới amusement center không? Not often, once a week, được chưa? Rồi những cái bài sau chúng ta sẽ làm sau nhé. Chiều tối thứ 6 qua cô giải tiếp và cô cho đề làm thêm. Rồi bây giờ để cho mấy em học nè. Ok. Em về em làm được câu này.